Sóc Trăng hiện có khoảng 1.200 ha hành tím canh tác theo hướng hữu cơ trên tổng diện tích hơn 6.500 ha. Bên cạnh đó, nhiều diện tích cũng đã được giải vụ để có sản phẩm quanh năm. Theo quy trình hữu cơ, thuốc hóa học được thay thế bằng các sản phẩm hữu cơ vi sinh. Sự thay đổi xuất phát từ tư duy muốn tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng và thời gian bảo quản kéo dài thay vì chỉ 1-2 tháng như kiểu canh tác truyền thống. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng hành thương phẩm mà còn từng bước xây dựng thương hiệu bền vững cho mặt hàng nông sản thế mạnh của Sóc Trăng.